Ừ, thư sư do nhân duyên gì mà một người phải tái sanh vào một trong lục đạo Ví dụ vì nhân duyên gì mà phải sanh vào cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho đến cảnh giới chư thiên Xin sư chỉ rõ nhân duyên của từng cảnh giới ừ, Có một điều mà chúng ta nên xác định như thế này Là khi chúng ta làm bất kỳ một cái ác nghiệp gì thì ác nghiệp đó cũng đủ dẫn chúng ta đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. nhớ nha, bất kỳ ác nghiệp gì đều có thể dẫn chúng ta đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một số thuyết, một số thuyết nói rằng do nhân si thì đi địa ngục, do nhân sân thì đi ngạ quỷ, do nhân tham thì đi súc sanh, cái đó không chính xác, không chính xác, bởi vì Uh, bất kỳ nghiệp bất thiện nào chúng ta đã tạo đều có thể dẫn chúng ta đi địa ngục hết. Còn trong một số trường hợp mà cái ác nghiệp đó nó không đủ dẫn chúng ta đi địa ngục, ví dụ như uh, có người họ sống theo lối sống con bò, ăn theo cách ăn con bò, đi đứng theo cách đi đứng con bò, uh, thì cái người họ sống theo cách đó Đức Thế Tôn nói đó là họ sẽ tái sanh làm loài bò. Nhưng nếu như, nếu như cái nghiệp mà lẽ ra họ tái sanh làm cái loài thú như vậy đó, mà họ còn mang theo tà kiến, à, là ví dụ như họ nghĩ rằng khi mà họ hành cái khổ hạnh đó, họ sẽ sanh thiên, thì do cái tà kiến đó, họ sẽ đi địa ngục. Nha. À, có nghĩa là cái cái tà kiến cái nhân tà kiến khiến cho cái một cái tội hay một cái ác nghiệp Lẽ ra nó chỉ ở một cái 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 trả cái, cái quả tương đối nhẹ thôi nhưng mà do cái nghĩa cái, cái cái tà kiến nó sẽ đẩy chúng sanh đi xuống sâu hơn cũng tương tự như vậy những người làm nghề đờn ca múa hát uh, mà mình tham rồi mình tạo những cái pháp khiến cho người ta tham, mình sân mình làm cho những pháp khiến người ta sân, mình si mình làm những pháp khiến cho người ta si, tức là mình tạo các cái nghiệp bất thiện. Lẽ ra đó, lẽ ra các cái nghiệp bất thiện đó chỉ đưa những người đó tái sanh làm loài thú thôi. À, nhưng mà nếu như họ có tà kiến như thế này, tức là mình đem cái lời ca tiếng hát đem vui cho đời đó, cái kiểu đó, rồi mình sẽ được sanh thiên thì do cái tà kiến đó nó sẽ đưa họ đi xuống địa ngục. Ừ. Rồi ví dụ như có những người, có những người mà họ đâm chém người khác. Nhưng nếu như cái nghiệp đó đó nó chỉ dẫn họ đủ thì họ đi xuất sanh thôi. Nhưng nếu như họ có tà kiến là tôi vì cha tôi, tôi vì mẹ, tôi tôi vì người này, tôi vì người kia, tôi vì người thân của tôi mà tôi đâm chém người khác, à, mà thì nhờ cái đó, đó thì tôi sẽ Sanh thiên à, do tôi bảo vệ gia đình của tôi, do tôi bảo vệ người thân của tôi, thì họ nghĩ cái do cái ác nghiệp mà họ tạo họ sẽ được sanh thiên, thì cái người có tà kiến đó họ sẽ phải đi địa ngục. ở đây là sư đang dựa theo trong kinh nhé, đang dựa theo kinh nhé, uh, tương ưng. À, chứ không phải là sư đang suy luận nha thì à, do đó đó à, chúng ta nên hiểu rằng à, bất kỳ một cái ác nghiệp gì nó đều có thể dẫn chúng ta đi địa ngục hết ừ. còn à, sẽ có một số cái ác nghiệp à, mà nó tương đối nhẹ nhàng à, nó không đến mức à, đi địa ngục Ví dụ như à, ca múa à, đấy ca múa thì bản thân cái đó nó chưa đủ chưa đủ cái đi địa ngục nếu như mà họ có tránh kiến nhưng nếu như họ có tà kiến thì những cái nghiệp mà tương đối nhẹ như vậy mà họ có tà kiến thì họ vẫn đi địa ngục như thường ha rồi khi mà một chúng sanh ở dưới địa ngục họ sẽ phải chịu những cái quả báo mà họ đã tạo thì khi cái ác nghiệp á, ác nghiệp nó à, nó mùi lược rồi, tức là nó gần tàn rồi đó. Thì chúng sanh đó sẽ sanh lên cảnh giới đỡ khổ hơn. Cụ thể là sanh làm ngạ quỷ ha. Nhưng mà ở trong Tăng Chi đó thì cái số chúng sanh á ở ngạ quỷ đó mà họ lỡ họ tiếp tục tạo các ác nghiệp rồi lại đi xuống địa ngục hoặc ngạ quỷ nó nhiều hơn cái chúng sanh mà hết cái kiếp ngạ quỷ đó họ nhờ uh, cái nghiệp uh, ác nó đỡ chín mùi uh, nó, nó 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 mùi lượt rồi đó họ tái sanh lên cảnh giới tốt hơn tức là sẽ nói một cách đơn giản như thế này khi chúng ta tạo bất kỳ một cái ác nghiệp gì thì ác nghiệp đó đều có thể dẫn chúng ta đi địa ngục một số ác nghiệp mà nó chưa đủ nặng để đi địa ngục nhưng nếu như người đó có tà kiến thì vẫn đi địa ngục như thường rồi khi cái ác nghiệp ở địa ngục đó muội lượt rồi thì chúng sanh có cơ hội trồi lên cảnh giới bớt đau khổ hơn là ngạ quỷ rồi khi mà họ ở ngạ quỷ đó chịu hết đau khổ của cái ác nghiệp đó rồi khi cái nghiệp đó nó muội lượt nó gần hết rồi thì họ sẽ sanh vào cảnh giới bớt đau khổ hơn là cõi súc sanh rồi khi họ chịu cái cõi cái nghiệp ác cái quả của nghiệp ác ở cõi súc sanh khi cái ác nghiệp đó mùi lượt rồi nhờ một cái phước thiện hãn hữu nào đó họ đã tạo thì họ sẽ sanh làm người và khi sanh làm người do cái ác nghiệp đó mùi lượt thì họ sẽ phải chịu vẫn phải chịu những cái quả báo mà họ đã tạo ví dụ như à, đã trộm cắp thì phải sanh làm cái kiếp không có tài sản nếu như mà sắc sanh thì sẽ sanh làm cái kiếp chết yểu đây mà chúng sanh làm ác nhiều hơn làm thiện cho nên ở mỗi cảnh giới ở mỗi cảnh giới thì cái số chúng sanh trong tăng chi bộ kinh Đức Phật nói số chúng sanh từ địa ngục này đi qua địa ngục khác Nó nhiều hơn số chúng sanh từ địa ngục mà sanh lên được làm ngạ quỷ rồi trong số những cái con ngạ quỷ đó, trong số những chúng sanh mà trong kiếp ngạ quỷ, từ ngạ quỷ rất trở lại địa ngục ngạ quỷ, nó nhiều hơn vô số lần cái số chúng sanh từ ngạ quỷ mà được sanh lên làm lại thú, rồi từ những chúng sanh mà làm lại thú, nó cũng tạo các ác nghiệp, cho nên nó tiếp tục cái số chúng sanh làm lại thú, nó tiếp tục đi xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh nhiều hơn vô số lần cái số chúng sanh mà được sanh lên làm người. Rồi trong số những chúng sanh làm người đó. Họ cũng lại tiếp tục tạo các ác nghiệp. Cho nên. Khi họ thân hoại mạng chung. Họ sanh xuống địa ngục ngạo quỷ súc sanh. Nhiều hơn vô số lần chúng sanh được tiếp tục sanh làm người làm trời. Ừ. Đó là trong kinh nói. Còn cái. Um, cái thuyết mà. Uh, tham nhiều sân nhiều si nhiều. Mà đi vào các cảnh giới này nọ kia. Thì nó. Nó. Uh, không có cơ sở, không có cơ sở, trong kinh không có nói tới. À, tại vì bất kỳ một cái ác nghiệp gì nó đều có tham nè, sân nè, si nè, bất kỳ cái nào đều có thể đưa chúng sanh đi ngục hết. À, rồi à, cái nghiệp mà giúp chúng sanh mà sanh làm người về cõi người cõi trời đó thì đó là các cái thiện nghiệp chúng ta có 10 cái nhân sanh phước đó là bố thí bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ à, nghe pháp thuyết pháp tùy hỷ hồi hướng sửa sang chi kiến cho đúng thì chúng ta có 10 cái nhân sanh phước mà chúng sanh làm 10 cái nhân sanh phước đó thì do cái thiện nghiệp mà họ đã tạo họ sẽ sanh làm người và cõi trời Bao gồm uh, chư thiên và phạm thiên Mà trong đó đó uh, Cái chúng sanh nào hành thiền Thì sẽ sanh vào cảnh giới phạm thiên Còn chúng sanh nào chỉ tạo Các cái thiện dục giới Thì sẽ sanh làm người hoặc trời Rồi trong số những chúng sanh Mà sanh làm người hoặc trời Dục giới đó Cái chúng sanh nào ít tham dục Thì Và tạo nhiều thiện nghiệp hơn Thì sẽ sanh Lên cái cảnh giới cao hơn ví dụ như uh, chúng ta cũng tạo các thiện nghiệp nhưng mà tham dục chúng ta còn nặng quá thì chúng ta sẽ tiếp tục sanh về cõi người còn nếu như mà cái tham dục chúng ta nhẹ hơn một tí uh, thì chúng ta có thể sanh lên các cái cảnh các cái cõi trời cao hơn uh, nó cụ thể như thế này uh, tới cái cảnh uh, đau lợi đau lợi đau lợi ha đau lợi đau lợi thì chúng sanh nó cõi dục á nam nữ còn đi đến với nhau một cách bình thường à, nhưng mà đến tới cái cõi mà dạ ma đau xuất á thì nam nữ cõi trời á không còn quan hệ khoái tính nữa đây mà lên tới cảnh giới cao hơn ví dụ như cảnh giới tha hóa tự tại thì uh, nam nữ chỉ cần nhìn với nhau bằng cặp mắt ái nhiễm là hết rồi không đi đến cao hơn như là chạm tay hay là không có không có nhìn nhau bằng cặp mắt ái nhiễm là được rồi là hết rồi thì khi mà sư nói cái chuyện mà ở cái cõi dạ ma đâu xuất trở lên ấy, uh, chúng sanh không có còn uh, hành dâm dục nữa thì sẽ có một số người uh, họ uh, thôi tôi không lên đó đâu tôi ở cảnh giới thấp hơn được rồi Thì chính bởi vì như vậy Quý vị thấy dục nó càng nặng Thì làm thiện nha Mà dục càng nặng Thì khó lên cao lắm ừ, Khó lên cao